Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, để ứng phó với những thách thức lặp đi lặp lại của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, Mỹ và các lực lượng đồng minh đang tăng cường huấn luyện và tích cực chuẩn bị cho chiến tranh nhằm đối phó với những xung đột tiềm ẩn. Các phi công thuộc phi đội tiêm kích số 34 của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã điều khiển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35A Lightning II tham gia cuộc tập trận Đại Bàng Tre 243 Bamboo Eagle 243 diễn tập mô phỏng tác chiến. Đây được xem là động thái chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng ở Thái Bình Dương. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đã chuẩn bị những gì cho một cuộc chiến có thể nổ ra trong tương lai. Bamboo Eagle 243 được thiết kế cho kỷ nguyên cạnh tranh của các cường quốc. Lực lượng không quân Mỹ ngày 9 tháng 8 ra thông cáo báo chí cho biết sau cuộc tập trận cờ đỏ tổ chức tại căn cứ không quân Nellis ở tiểu bang Nevada từ ngày 22 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, phi đội tiêm kích số 34 đã tham gia cuộc tập trận Bamboo Eagle 243 là một phần của cuộc tập trận của Trung tâm Tác chiến Không quân. Nó nhằm mục đích tạo ra một môi trường đại diện chiến đấu trên phần lớn Đông Thái Bình Dương. Cuối tháng 1 năm 2024, Không quân Hoa Kỳ lần đầu tiên tiến hành cuộc diễn tập Bamboo Eagle. Cuộc diễn tập này cũng bắt đầu ngay sau cuộc diễn tập cờ đỏ 241, đồng thời bổ sung các yếu tố đa biển như hoạt động trên biển và yếu tố triển khai chiến đấu nhanh nhẹn để diễn tập. Cuộc tập trận Bamboo Eagle thường kéo dài 8 ngày, được thiết kế để cung cấp hoạt động huấn luyện nâng cao trong bối cảnh đa lĩnh vực, phân tán nhằm duy trì và nâng cao khả năng của các lực lượng chung và liên minh để giành ưu thế trong xung đột nếu cần thiết. Ngoài màn không đối không và không đối đất mô phỏng của cờ đỏ 241, cuộc diễn tập Bamboo Eagle bổ sung thêm yếu tố chống hạm và mở rộng yếu tố thực tế ảo và mang tính xây dựng như triển khai chiến đấu nhanh nhẹn và hỗ trợ hậu cần. Cuộc tập trận tập trung vào việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Thái Bình Dương. Thái Bình Dương đã trở thành điểm nóng toàn cầu. Máy bay và tàu chiến của Trung Quốc thường xuyên quấy rối không phận vào vùng biển gần Đài Loan, cũng như là thường xuyên đối đầu với quân đội Philippines ở Biển Đông. Tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở Biển Hoa Đông cũng xảy ra từ đó hết lần này đến lần khác. Hôm 10 tháng 8, Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines Romeo Browner Jr. đã lên án mạnh mẽ việc không quân Trung Quốc quấy rối một máy bay Philippines đang tiến hành tuần tra hàng hải trên bãi cạn Scarborough. Philippines gọi hành động này của Trung Quốc là sự khiêu khích nguy hiểm. Cộng đồng tình báo Mỹ dự đoán Bắc Kinh đã ra lệnh cho quân đội có khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan vào năm 2027. Ngày 12 tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Frank Kendall đã nhấn mạnh tại hội thảo chiến tranh của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ AFA rằng: "Tôi muốn đề cập đến những thách thức mà Hoa Kỳ phải đối mặt. Thách thức cấp bách nhất là Trung Quốc." Trung tá Ian Otterstrom, chỉ huy phi đội tiêm kích số 34, cho biết trong một thông cáo báo chí của lực lượng không quân rằng cuộc diễn tập cờ đỏ đã được viết kịch bản, lịch trình đã được ấn định. Các đơn vị khác nhau có thể nói chuyện trực tiếp và cùng nhau phát triển các kế hoạch nhiệm vụ không có trong kịch bản. Nó rất quan trọng vì đó là điều sẽ xảy ra trong cuộc xung đột. Bạn sẽ đến một nơi mà bạn chưa từng đến, phối hợp với những người bạn chưa từng làm việc cùng và được yêu cầu làm những việc bạn chưa từng làm. Trong cuộc tập trận Bamboo Eagle này, khoảng 3.000 quân nhân từ 4 quân chủng đang điều khiển hơn 150 máy bay gần hàng chục địa điểm để thành lập lực lượng Bamboo Eagle độc lập. Vào một ngày nhất định, phi công có thể thực hiện một nhiệm vụ gặp một tàu chở dầu trên biển hoặc tiếp nhiên liệu tại một địa điểm khẩn cấp khác, một hố nóng, và sau đó bay bằng F-35B của Thủy quân lực chiến, F-22 của không quân hoặc máy bay chiến đấu điện tử EA-18G Growler của Hải quân lại cùng nhau tham gia trận chiến. Từ góc độ lập kế hoạch nhiệm vụ, hoạt động phi tập trung đang huấn luyện các phi đội máy bay chiến đấu, yêu cầu họ tìm ra giải pháp nhanh chóng. Quân đội Hoa Kỳ tin rằng việc huấn luyện trên biển và không phận ở Đông Thái Bình Dương cho phép các chiến binh huấn luyện trong môi trường đại diện cho chiến đấu và kết hợp các kịch bản trong lĩnh vực hàng hải. Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận Bamboo Eagle sẽ tiến hành các hoạt động trên toàn miền từ nhiều căn cứ ở miền Tây Hoa Kỳ, đồng thời tiến hành chỉ huy và kiểm soát phân tán, hậu cần linh hoạt và tiếp nhiên liệu trên không. Trong cuộc tập trận Bamboo Eagle, máy bay chiến đấu F-35 chủ yếu đảm nhiệm các nhiệm vụ phòng không tấn công và phòng thủ chống lại máy bay thế hệ thứ 4 và thứ 5, máy bay ném bom tầm xa và tên lửa hành trình. Một thông cáo báo chí của lực lượng không quân cho biết,
Các nhiệm vụ do máy bay chiến đấu F-35 thực hiện đã diễn ra trên phía Đông Thái Bình Dương, trong không phận kéo dài về phía Tây từ bờ biển California, mang đến những cơ hội quý giá để bay trong phạm vi thường không thể tiếp cận và thể hiện khả năng của các máy bay chiến đấu F-35, khả năng chiến đấu cơ F-35 và lòng dũng cảm của phi công nữa. Cuộc tập trận Bamboo Eagle huấn luyện các phi công trẻ thực hiện chính xác các chiến thuật từ tiếp nhiên liệu nhiều lần đến quản lý nhiên liệu linh hoạt cho các chuyến bay dài hơn, cho đến bị mắc kẹt trong một môi trường bão hòa nhiệm vụ mệt mỏi. F-22 và F-35A tham gia diễn tập Pitch Black. Cuộc tập trận Bamboo Eagle rất quan trọng vì nó áp dụng các khái niệm điều hành, lập kế hoạch nhiệm vụ và hoạt động phân tán, cho phép nhiều phi đội máy bay chiến đấu được phân tán ở các cơ sở khác nhau và hoàn thành độc lập dưới sự chỉ huy của các trung tâm tác chiến phân tán về địa lý. Kiểm soát phân tán cho phép người chỉ huy cấp dưới phản ứng với những thay đổi trong môi trường hoạt động và khai thác những cơ hội bất ngờ. Và khái niệm này không làm giảm bớt quyền lực của người chỉ huy, mà nó còn lan tỏa ra khắp bộ chỉ huy. Vào tháng 7, cuộc tập trận huấn luyện chiến đấu trên không quốc tế lớn nhất của Australia, bài tập đen tối Pitch Black, đã bắt đầu trên lãnh thổ phía Bắc. Cuộc tập trận quân sự năm nay có sự tham gia của hơn 140 máy bay và 4.430 quân nhân từ 20 quốc gia trên thế giới. Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ và máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Úc đã tham gia cuộc tập trận tiếp nhiên liệu hố nóng, trong đó nhấn mạnh việc tiếp nhiên liệu nhanh chóng trong môi trường khắc nghiệt và rút ngắn thời gian trên mặt đất xuống còn khoảng 1 giờ so với 4 đến 6 giờ thông thường. Đây là một phần của khái niệm triển khai linh hoạt ACE được Hoa Kỳ và các đồng minh áp dụng. Tiếp nhiên liệu hố nóng có nghĩa là tiếp nhiên liệu trong khi động cơ vẫn đang chạy, giảm đáng kể thời gian trên mặt đất và tăng số lần xuất kích. Cuộc tập trận thể hiện sự tích hợp liên mạch giữa các lực lượng Mỹ và Australia, cũng như khả năng triển khai hiệu quả máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tiên tiến ở các khu vực xa xôi, đồng thời nhấn mạnh sự sẵn sàng của họ để nhanh chóng triển khai sức mạnh không quân vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ tuyên bố, cuộc tập trận về khả năng tương tác này ở một địa điểm khắc nghiệt đã thể hiện sự tích hợp lực lượng liên mạch và sự hợp tác hiệu quả giữa các đồng minh. Việc Mỹ tăng cường tập trận và triển khai các tiêm kích tối tân như là F-35 trong khu vực Thái Bình Dương cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc cho các xung đột tiềm tàng. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Đài Loan cần nâng cấp khả năng phòng thủ, đặc biệt là thông qua việc mua sắm các máy bay cảnh báo sớm E-2D mới. Những máy bay này sẽ giúp Đài Loan phát hiện sớm các mối đe dọa từ xa, tạo thời gian quý báu để phản ứng và bảo vệ không phận, góp phần duy trì sự ổn định và an ninh trong khu vực. Sự phối hợp chiến thuật radar bí mật giữa Biển Đông, Guam và Alaska. Trong một diễn biến liên quan, các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện các tín hiệu điện từ trường, một chỉ dấu về sự hiện diện mang tính phối hợp chiến thuật giữa các radar được triển khai trên khắp Thái Bình Dương, theo báo South China Morning Post ngày thứ Sáu, 16 tháng 8. Trí thông minh nhân tạo AI tác chiến điện tử của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã phát hiện những tín hiệu bí mật liên tục xuất hiện ở Biển Đông, Guam, quần đảo Marshall và quần đảo Aleutian ở bang Alaska của Mỹ và dường như giữa chúng có sự kết nối với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc công khai cho thấy khả năng thu thập thông tin tình báo chiến tranh điện tử trên toàn cầu dựa vào những mục tiêu cụ thể và dữ liệu do thám thực. SCMP trích dẫn thông tin từ các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, tờ báo này không nêu thông tin chi tiết về những tín hiệu này đến từ quốc gia nào. Các thông tin thu thập được sẽ giúp quân đội Trung Quốc lên kế hoạch tốt hơn cho các nhiệm vụ tác chiến điện tử như ngăn chặn, đánh lừa và gây nhiễu tín hiệu điện từ trường. Nghiên cứu được SCMP trích dẫn là của các tác giả đến từ Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc trực thuộc quân đội ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, với trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Chu Trường Lâm. Sự so kè quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ gần đây gây chú ý trong một vụ việc ở ngoài khơi của tiểu bang Alaska. Nga và Trung Quốc đã từng tiến hành một số cuộc tuần tra chung và Nga thường cho máy bay ném bom bay qua eo biển Bering. Vào ngày 24 tháng 7, lần đầu tiên Nga và Trung Quốc đã tiến hành một cuộc bay tuần tra chung qua Bắc Thái Bình Dương và biển Bering gần bờ biển Alaska, Mỹ. Moscow và Bắc Kinh tuyên bố không nhắm đến bên thứ ba nào, trong khi Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ tuyên bố những máy bay ném bom đó chỉ nằm trong không phận quốc tế và không bị xem là mối đe dọa. Đài Loan cần mua máy bay cảnh báo sớm E-2D mới. Trong một diễn biến khác, Đài Loan có thể có bước tiến mới nhất trong việc mua máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkey tiên tiến của Mỹ. Mới đây, ông Mai Phục Hưng,
chuyên gia quân sự người Đài Loan và Mỹ đã đăng một bài viết trên Forward News Network phân tích chi tiết về triển vọng của dự án máy bay cảnh báo sớm E-2D. Nhiều người biết rằng, Không quân Đài Loan từng mua 4 máy bay cảnh báo sớm E-2T và 2 máy bay cảnh báo sớm E-2K của Mỹ. Sau đó, vào những năm 2010, họ đã nâng cấp 4 máy bay cảnh báo sớm E-2T lên thành E-2K. Vậy, sau khi Đài Loan đã có máy bay cảnh báo sớm E-2K, tại sao nước này lại cần mua máy bay cảnh báo sớm E-2D mới? Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã chế tạo máy bay chiến đấu J-20 quy mô lớn. Nhiều tên lửa và máy bay không người lái được thiết kế với đặc điểm mặt cắt radar thấp. Vì vậy, quân đội Đài Loan rất cần khả năng theo dõi hiệu quả các vật thể có tiết diện radar thấp. Thứ nhất, hiệu suất của E-2D đã được cải thiện rất nhiều so với E-2K. Theo giới thiệu của ông Mai Phục Hưng, máy bay cảnh báo sớm E-2D sử dụng radar hybrid tiên tiến API-9 có thể phát hiện các máy bay chiến đấu J-20 ở khoảng cách tương đối xa, đồng thời nắm bắt các mục tiêu mặt nước trong phạm vi hàng trăm km, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kiểm soát trên không và trên biển của quân đội quốc gia Đài Loan. Về việc liệu máy bay cảnh báo sớm E-2D có thể phát hiện được tiêm kích J-20 hay không, ông Mai giải thích trong một bài báo khác. Cái gọi là thiết kế tàng hình đề cập đến khả năng tàng hình từ radar, và radar thường có các bước sóng khác nhau. Việc sử dụng vật liệu RAM hiện nay trong máy bay chiến đấu tàng hình chủ yếu nhắm vào các sóng radar tần số cao hơn như là băng tần X, băng tần C và băng tần S. Nếu bạn quen thuộc với các hệ thống Aegis của Trung Quốc và phương Tây, bạn sẽ thấy rằng các radar trên tàu của nhiều quốc gia khác nhau chủ yếu sử dụng 3 băng tần này. Ví dụ hệ thống Aegis của Mỹ và radar 346 của Trung Quốc chủ yếu hoạt động ở băng tần S. Radar mảng pha chủ động FCS-3 của Nhật Bản thì chủ yếu hoạt động ở băng tần C. Radar mảng pha chủ động Samson của Anh cũng hoạt động ở băng tần S. Ngoài ra, dù là Trung Quốc, Mỹ hay Nhật Bản, họ cũng trang bị radar băng tần X trên tàu chiến của mình. Vì vậy, khi thiết kế máy bay chiến đấu tàng hình, cần có tác dụng tàng hình tốt hơn trước sóng điện tử trong các giải này. Đây còn được gọi là khả năng tàng hình băng hẹp. Ví dụ J-20 của Trung Quốc và F-22, F-35 của Mỹ về cơ bản đều thuộc cấp độ này. Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ là máy bay ném bom tàng hình toàn diện hiếm có. Một số người có thể thắc mắc liệu chúng ta có thể sử dụng sóng điện từ tần số thấp như là UHF để phát hiện không? Tần số càng thấp thì bước sóng càng dài, nghĩa là đối với các vật thể nhỏ, hiệu ứng phản xạ của sóng điện từ là rất nhỏ. Ngoài ra, do bước sóng quá dài nên độ phân giải không đủ nên không thể cung cấp khả năng theo dõi chính xác của các mục tiêu. Đây là lý do tại sao những ngày đầu phát triển radar, sóng điện từ ở dài tần UHF hiếm khi được sử dụng làm phương pháp phát hiện. Tuy nhiên, do hiệu suất chống trung tính của máy bay chiến đấu tàng hình ở băng tần X, C và S ngày càng tốt hơn, nên người ta đã chuyển sự chú ý sang băng tần UHF. Bước sóng của sóng điện từ trong giải này dài hơn, nhưng khi bước sóng đạt tới vài lần cấu trúc bề mặt của máy bay, sẽ xảy ra hiện tượng kêu vo ve, có thể làm tăng diện tích mặt cắt radar hiệu quả của mục tiêu và cho phép nó phát hiện được ở khoảng cách đủ xa. Với sự phát triển của công nghệ điện tử hiện nay, đặc biệt là khả năng quét mảng điện tử chủ động, các radar hiện đại đã giúp khắc phục được nhiều hạn chế của băng tần UHF. Máy bay cảnh báo sớm Hawkey E-2D sử dụng những công nghệ này để có thể phát hiện ra máy bay chiến đấu tàng hình. Theo bài báo của ông Mai, các nhà sản xuất Mỹ không sẵn lòng thảo luận về khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình của E-2D, nhưng trong một cuộc họp báo công khai vào cuối năm 2020, họ đã đề cập rõ ràng đến khả năng chống lại các mối đe dọa mặt cắt radar thấp, thậm chí còn có máy bay chiến đấu J-20. Theo các báo cáo công khai từ Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân Hoa Kỳ, radar API-9 được E-2D sử dụng là hai thế hệ trước radar APS-145 được sử dụng bởi E-2K trước đây khi mà thực hiện nhiệm vụ cảnh báo sớm ở độ cao 762m, phạm vi phát hiện hiệu quả vượt quá 550km. Nói cách khác, khi máy bay cảnh báo sớm E-2D ở Đài Bắc, phạm vi phát hiện của nó có thể bao trùm toàn bộ Phúc Kiến và thậm chí là cả khu vực Ninh Ba, Chiết Giang. Nó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với toàn bộ nền quốc phòng. Từ góc độ do tìm trên biển, Chu Sơn của thành phố Ninh Ba là trụ sở của hạm đội biển Hoa Đông. Một số lượng lớn các tàu khu trục và hạm đội tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc đều đóng quân tại căn cứ này. Phân đội thứ 3 và phân đội thứ 6 đều được triển khai ở Chu Sơn. Trong đó, phân đội khu trục thứ 3 bao gồm 5 tàu khu trục và 5 khinh hạm. Phân đội thứ 6 bao gồm 7 khu trục hạm và 6 khinh hạm. Hơn 20 tàu khu trục và khinh hạm này là lực lượng chính trong cuộc tấn công của Trung Quốc vào miền Bắc Đài Loan. Điều đáng nói là chiến trường phía đông hiện nay không có các khu trục hạm Type 055 tiên tiến nhất.
Trung Quốc hiện có 8 tàu khu trục Type 055 đang phục vụ, trong đó 4 chiếc được biên chế cho chiến trường phía Nam và 4 chiếc cho quân khu phía Bắc. Nếu Đài Loan trang bị máy bay cảnh báo sớm E-2D, đồng nghĩa với việc họ sẽ nắm rõ mọi động thái của hạm đội Hoa Đông. Từ góc độ phòng không, Trung Quốc đã triển khai lượng lớn sân bay của lực lượng không quân quanh Đài Loan nhắm vào nước này, như là sân bay Cù Châu ở Chiết Giang, sân bay Vũ Di Sơn ở Phúc Kiến, sân bay Hướng Đường ở Nam Xương, Giang Tây, sân bay Kiển Kiều ở Hàng Châu, Chiết Giang, sân bay Địch Loan ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, sân bay Hồ Châu, Chiết Giang, sân bay Lộ Kiều ở Đài Châu, Chiết Giang. Các sân bay này ở khu vực phía đông hầu như đều nằm trong tầm giám sát của máy bay cảnh báo sớm E-2D. Điều này có nghĩa là miễn là máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh, dù là J-16 hay J-20, máy bay cảnh báo sớm E-2D đều có cơ hội lớn để nắm bắt diễn biến của không quân Trung Quốc. Điều này sẽ giúp không quân Đài Loan có đủ thời gian cảnh báo để điều động máy bay chiến đấu và chuẩn bị phòng không. Ngoài ra, máy bay cảnh báo sớm E-2D còn có khả năng phóng A và dẫn đường B. Nói một cách đơn giản, máy bay cảnh báo sớm có thể nhìn xa, còn radar chiến đấu thì không thể nhìn xa tới bước đó. Thì tên lửa có thể được phóng từ máy bay chiến đấu hoặc tàu chiến và giao cho máy bay cảnh báo sớm E-2D dẫn đường và tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa. Cách đây vài năm, Mỹ đã tiến hành tập trận bắn tên lửa A và tên lửa B với tên lửa Standard 6 phóng từ tàu chiến E-2D. Máy bay cảnh báo sớm E-2D có khả năng tác chiến phối hợp mạnh mẽ, không loại trừ khả năng hợp tác với lực lượng hải quân không quân Mỹ và Nhật Bản trong trường hợp Mỹ và Nhật tham chiến. Do đó, từ góc độ quân sự, mặc dù Đài Loan đã có máy bay cảnh báo sớm E-2K, nhưng mà máy bay cảnh báo sớm E-2D thì sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của toàn bộ quân đội và việc mua E-2D là điều bắt buộc. Đội bay E-2 hiện tại của Đài Loan đã có thời gian bay dài. Đài Loan hiện có 6 máy bay cảnh báo sớm E-2K, trong đó 4 chiếc được nâng cấp từ E-2T ban đầu. Chúng đã hoạt động được khoảng 29 năm và dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào khoảng năm 2028. Đài Loan cũng đang rất cần các giải pháp thay thế. Đặc biệt, một chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2 đã gặp tai nạn vào năm 2022. Quân đội Đài Loan quyết định không sửa chữa và thay vào đó sử dụng để huấn luyện. Vì vậy, tóm lại, phi đội hiện tại của Đài Loan đã quá cũ và cần được thay thế, do E-2D có hiệu suất vượt trội và có thể nâng cao khả năng chiến đấu chống lại máy bay J-20, nên Đài Loan không có lý do gì để không mua nó. Theo báo giá của quân đội Mỹ vào cuối năm 2020, Đài Loan đã mua 6 chiếc E-2D với tổng trị giá 2,36 tỷ USD, giá trị trung bình là 400 triệu USD mỗi chiếc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, dự án mua máy bay cảnh báo sớm E-2D của Đài Loan chưa hoàn thành. Trong quá trình này, Đài Loan phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, đó là rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội mua được E-2D. Việc sản xuất máy bay cảnh báo sớm đòi hỏi một số lượng lớn các hệ thống chính xác và đắt tiền. Những hệ thống con này cần ít nhất 2 năm để tùy chỉnh trước. Điều đó có nghĩa là chu kỳ hoạt động của máy bay cảnh báo sớm E-2D rất dài. Tổng số máy bay cảnh báo sớm E-2D được mua là tương đối nhỏ. Cho đến nay, nó chủ yếu được mua bởi các nước có tàu sân bay như là Hoa Kỳ và Pháp. Nếu muốn mua máy bay cảnh báo sớm E-2D sau năm 2024, bạn sẽ phải khởi động lại dây chuyền sản xuất, khiến chi phí tăng vọt lên tới 8 tỷ USD. May mắn thay, Nhật Bản sẽ mua thêm 5 chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2D vào năm 2023, do đó kéo dài thời gian Đài Loan có thể mua máy bay cảnh báo sớm E-2D. Theo bài viết của ông Mai Phục Hưng, đơn hàng của Nhật Bản mua Đài Loan khoảng 2 năm, tức là đến hết năm 2026. Nếu Đài Loan không đạt được thỏa thuận mua bán với Mỹ trước cuối năm 2026, Đài Loan sẽ không còn cơ hội mua máy bay cảnh báo sớm E-2D nữa. Hiện nay, không quân Đài Loan đang cố gắng để nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng và các quan chức chính phủ cấp cao, hy vọng là sẽ đưa dự án này vào ngân sách năm 2027. Những khó khăn hiện tại mà Đài Loan gặp phải trong việc mua E-2D chủ yếu đến từ chính phủ Mỹ. Trong vài năm qua, chính phủ Mỹ không ủng hộ việc bán máy bay cảnh báo sớm E-2D cho Đài Loan. Đây chính là nguyên nhân chính khiến vụ việc kéo dài như vậy. Năm nay là năm bầu cử ở Hoa Kỳ. Sau cuộc bầu cử, liệu chính phủ mới của Hoa Kỳ có sẵn sàng nới lỏng các hạn chế bán E-2D cho Đài Loan hay không sẽ trở thành chìa khóa cho vụ việc này. Trong vài năm qua, không quân Đài Loan vẫn theo đuổi việc mua E-2D và đã nỗ lực để nhận được sự ủng hộ từ Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp cao của chính phủ Đài Loan và Hoa Kỳ. Liệu hòn đảo này có thể được trang bị thứ vũ khí trong mơ của mình để chống lại Bắc Kinh hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sự thể ra sao. Ignition. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 8, tờ New York Times đăng tải bài báo cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt chiến lược hạt nhân của Hoa Kỳ để chuẩn bị cho các cuộc đối đầu hạt nhân phối hợp có thể xảy ra với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.
truyền thông Mỹ đưa tin rằng chính sách răn đe này tính đến việc Trung Quốc tăng cường nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân sẽ cạnh tranh với quy mô và sự đa dạng của kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ và Nga trong thập kỷ tới. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Trung Quốc ước tính có 500 đầu đạn hạt nhân vào tháng 1 năm 2024, tăng từ 410 đầu đạn vào tháng 1 năm 2023. Hoa Kỳ và Nga mỗi nước có hơn 5.000 đầu đạn, nhưng kho vũ khí của Trung Quốc được cho là đang mở rộng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào khác. Hẳn quý vị có thắc mắc là làm cách nào mà Trung Quốc lại đạt được tiến bộ về công nghệ hạt nhân như vậy? Liệu có phải do Nga hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Sự thật về chương trình hạt nhân của Trung Quốc. Vào năm 1999, Ủy ban lựa chọn Hạ viện Hoa Kỳ về an ninh quốc gia và mối quan ngại quân sự thương mại với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công bố một báo cáo do nghị sĩ Christopher Cox, Đảng Cộng hòa tại California đứng đầu. Báo cáo Cox đã đưa ra nhiều bằng chứng về việc Trung Quốc đã đánh cắp bí mật hạt nhân của Mỹ. Các bằng chứng chính được nêu trong báo cáo như sau. 1. Đánh cắp thiết kế vũ khí hạt nhân. Báo cáo cáo buộc rằng Trung Quốc đã có được thiết kế chi tiết của đầu đạn hạt nhân W-88, một trong những loại đầu đạn tiên tiến nhất của Mỹ, được sử dụng trên tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm. Báo cáo cũng nêu rằng Trung Quốc đã thu thập thông tin về thiết kế của nhiều loại đầu đạn khác, bao gồm W-70, W-87 và W-56. 2. Sử dụng gián điệp trong các cơ sở quốc phòng. Báo cáo cho biết rằng Trung Quốc đã có được thông tin nhạy cảm từ phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, nơi thiết kế nhiều loại vũ khí hạt nhân của Mỹ. Wayne Holley, một nhà khoa học tại Los Alamos, bị cáo buộc đã chuyển giao các thông tin bí mật cho Trung Quốc. Báo cáo cũng đề cập đến việc Trung Quốc sử dụng một mạng lưới gián điệp tại nhiều cơ sở quốc phòng khác nhau của Mỹ để mà thu thập thông tin. 3. Lợi dụng các chương trình hợp tác khoa học. Trung Quốc được cho là đã lợi dụng các chương trình trao đổi khoa học và kỹ thuật để tiếp cận thông tin nhạy cảm liên quan đến công nghệ hạt nhân của Mỹ. 4. Tấn công mạng và thu thập thông tin tình báo. Trung Quốc bị cáo buộc đã sử dụng các cuộc tấn công mạng để đánh cắp thông tin từ các hệ thống máy tính của Mỹ, bao gồm cả các nhà thầu quốc phòng và cơ quan chính phủ. 5. Phân tích thông tin từ các nguồn công khai. Báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc cũng thu thập thông tin từ các tài liệu khoa học công khai, báo cáo chính phủ và các bài viết công khai để hoàn thiện kiến thức của mình về công nghệ hạt nhân của Mỹ. Như vậy là có thể thấy, báo cáo Cox đã đưa ra các bằng chứng rõ ràng cho thấy Trung Quốc đã thực hiện một chiến dịch kéo dài nhiều năm để đánh cắp bí mật hạt nhân của Mỹ, bao gồm cả thiết kế các vũ khí hạt nhân tiên tiến. Báo cáo này đã dẫn đến những căng thẳng lớn trong quan hệ Mỹ-Trung và làm thay đổi cách Mỹ bảo vệ các bí mật quân sự của mình. Trên thực tế, người ta không lạ gì với mạng lưới gián điệp của Trung Quốc được thiết kế và vận hành tinh vi như thế nào. Trung Quốc được cho là đã tuyển mộ các cá nhân có quyền truy cập vào các bí mật quân sự và hạt nhân của Mỹ, bao gồm cả nhân viên trong các cơ sở quốc phòng, các nhà thầu quốc phòng và các nhà khoa học. Những người này có thể bị mua chuộc, đe dọa hoặc thậm chí là những người đồng cảm với Trung Quốc. Nước này cũng sử dụng các điệp viên được đào tạo để thâm nhập vào các cơ sở quốc phòng hoặc hợp tác với các cá nhân có quyền truy cập vào thông tin mật. Bên cạnh gián điệp được cài cắm, Trung Quốc thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công vào các hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ, các nhà thầu quốc phòng và các tổ chức nghiên cứu. Các cuộc tấn công này nhằm đánh cắp dữ liệu nhạy cảm liên quan đến công nghệ hạt nhân và quân sự. Rất nhiều mánh khóe đã được sử dụng, trong đó có việc Trung Quốc có thể đã sử dụng các chiến thuật như là phishing, lừa đảo qua email và cài đặt malware, tức là phần mềm độc hại để mà xâm nhập vào hệ thống máy tính và đánh cắp thông tin. Chưa hết, họ cũng lợi dụng hợp tác khoa học kỹ thuật ở các chương trình hợp tác khoa học kỹ thuật với Mỹ để tiếp cận thông tin nhạy cảm. Các nhà khoa học và kỹ sư Trung Quốc tham gia các chương trình nghiên cứu chung có thể đã thu thập thông tin quan trọng và truyền nó về Trung Quốc. Nước này cũng có thể đã sử dụng các liên doanh hoặc hợp tác công nghiệp để tiếp cận công nghệ quân sự Mỹ. Trong một số trường hợp, công nghệ được chuyển giao dưới danh nghĩa thương mại hoặc khoa học có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Không như vậy, Bắc Kinh cũng rất thành công trong việc tận dụng lỗ hổng bảo mật trong hệ thống bảo mật của Mỹ để truy cập vào thông tin mật. Điều này bao gồm việc tận dụng các quy trình bảo mật yếu kém hoặc nhân viên thiếu cảnh giác trong các cơ sở quốc phòng. Họ cũng có thể đã cài đặt các thiết bị hoặc phần mềm độc hại vào các hệ thống được sử dụng bởi chính phủ Mỹ thông qua các nhà thầu hoặc nhà cung cấp của bên thứ ba. Song song với các nguồn thông tin tình báo về công nghệ hạt nhân,
Trung Quốc còn sử dụng các kỹ thuật phân tích thông tin tình báo từ các nguồn công khai, bao gồm các bài báo, tài liệu khoa học và các báo cáo chính phủ để xây dựng một bức tranh chi tiết về công nghệ hạt nhân của Mỹ. Vâng, quý vị thấy đấy, Trung Quốc đã sử dụng một loạt các phương pháp phức tạp và đa dạng để đánh cắp bí mật hạt nhân của Mỹ. Việc kết hợp giữa gián điệp truyền thống, tấn công mạng và lợi dụng các cơ hội hợp tác đã giúp Bắc Kinh có được thông tin quý giá, góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của chương trình hạt nhân và quân sự của nước này. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem là thành tựu mà Trung Quốc đạt được sau năm 1999 như thế nào nhé. Thành tựu công nghệ hạt nhân hậu 1999. Sau năm 1999, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân, bao gồm phát triển vũ khí hạt nhân, cải thiện khả năng răn đe chiến lược và mở rộng năng lượng hạt nhân dân sự. Trung Quốc đã cải thiện và phát triển các loại đầu đạn hạt nhân tiên tiến, bao gồm các đầu đạn nhỏ gọn hơn, hiệu suất cao hơn và khả năng tích hợp với các phương tiện phóng tiên tiến như tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM, đồng thời phát triển và triển khai nhiều loại ICBM hiện đại như là Đông Phong 31A, Đông Phong 41, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và tấn công vào bất kỳ vị trí nào trên thế giới, bao gồm cả lục địa Mỹ. Họ cũng đã phát triển các tên lửa SLBM như là ZL-2, mang lại khả năng răn đe hạt nhân từ biển. Năng lực này được củng cố bởi sự phát triển và triển khai các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp tấn Type 094. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc đã tăng cường lực lượng răn đe hạt nhân của mình với mục tiêu duy trì một lực lượng hạt nhân có khả năng sống sót sau một cuộc tấn công đầu tiên và thực hiện một cuộc tấn công trả đũa hiệu quả. Nước này cũng đã phát triển công nghệ MIRV cho phép một tên lửa đạn đạo mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập nhằm nâng cao hiệu quả của vũ khí hạt nhân và tăng khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Trong những năm sau đó, Trung Quốc đã mở rộng mạnh mẽ số lượng và quy mô các nhà máy điện hạt nhân dân sự, trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lực sản xuất điện hạt nhân. Các lò phản ứng như là Hoa Long One là minh chứng cho khả năng tự chủ về công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Họ không chỉ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trong nước mà còn xuất khẩu công nghệ và xây dựng các nhà máy hạt nhân tại nhiều quốc gia khác như là Pakistan hay là Argentina. Không thể phủ nhận rằng, sinh sau đẻ muộn nhưng Trung Quốc rất nỗ lực để bắt kịp với tốc độ phát triển. Bắc Kinh đã đạt được tiến bộ trong việc phát triển các lò phản ứng nhanh, cho phép sử dụng uranium và plutonium hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu chất thải phóng xạ. Trung Quốc tham gia vào các dự án nghiên cứu quốc tế về năng lượng nhiệt hạch như là ITER và cũng đã thực hiện các thí nghiệm trong nước với mục tiêu phát triển lò phản ứng nhiệt hạch của riêng mình. Tóm lại là sau năm 1999, Bắc Kinh đã đạt được những bước tiến đáng kể trong cả lĩnh vực vũ khí hạt nhân và năng lượng hạt nhân dân sự, đồng thời củng cố vị thế của mình như một cường quốc hạt nhân hàng đầu. Những thành tựu này đã nâng cao khả năng răn đe chiến lược của Trung Quốc và mở rộng ảnh hưởng của họ trong khu vực và trên toàn cầu. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao báo cáo cảnh báo từ năm 1999 mà Hoa Kỳ vẫn không thể ngăn chặn việc Trung Quốc phát triển công nghệ hạt nhân? Thành thật mà nói, mặc dù báo cáo Cox từ năm 1999 đã cảnh báo về việc Trung Quốc đánh cắp bí mật hạt nhân của Mỹ, Hoa Kỳ vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn Trung Quốc phát triển công nghệ hạt nhân. Lý do là vì Trung Quốc có một mạng lưới gián điệp và các phương pháp thu thập thông tin rất là tinh vi, khó phát hiện và ngăn chặn hoàn toàn. Những hoạt động này không chỉ diễn ra trong các cơ sở quân sự mà còn thông qua các liên doanh công nghiệp, hợp tác khoa học và các cuộc tấn công mạng. Mặt khác, Bắc Kinh không chỉ dựa vào gián điệp truyền thống mà còn khai thác các nguồn thông tin công khai, tấn công mạng và tận dụng các mối quan hệ hợp tác quốc tế để thu thập thông tin công nghệ nhạy cảm. Một thừa nhận là người Trung Quốc rất giỏi, dù có được các bí mật hạt nhân, Trung Quốc vẫn phải phát triển và hoàn thiện công nghệ này dựa trên năng lực khoa học và công nghệ trong nước. Việc Bắc Kinh đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển R&D đã giúp họ thu hẹp khoảng cách với các cường quốc khác, đặc biệt là trong lĩnh vực hạt nhân. Cho nên Trung Quốc không chỉ sao chép công nghệ mà còn có khả năng cải biến và tùy biến dựa trên kiến thức thu thập được, kết hợp với nghiên cứu nội địa để tạo ra những công nghệ tiên tiến hơn. Đồng thời, các cuộc tấn công mạng do họ thực hiện thường rất khó phát hiện và ngăn chặn. Những kẻ tấn công sử dụng nhiều phương pháp tiên tiến để xâm nhập vào hệ thống bảo mật của Mỹ, bao gồm phần mềm độc hại, phishing và các lỗ hổng bảo mật. Chưa kể đến yếu tố là Trung Quốc đã phát triển năng lực tấn công mạng nhanh chóng và trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực này, làm cho việc ngăn chặn các cuộc tấn công trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng mà cũng không thể đổ lỗi hết cho Trung Quốc được, mà vấn đề là nằm ở chính Hoa Kỳ. Họ đã ngủ quên trên chiến thắng. Trước năm 1999, an ninh mạng chưa được coi là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách quốc phòng của Mỹ.
Vì khi đó, Hoa Kỳ đang là cường quốc số 1, không ai có thể cạnh tranh hay là thách thức được với họ. Ngay cả khi sau báo cáo Cox, mặc dù đã có nhiều cải thiện, nhưng việc bảo vệ thông tin nhạy cảm vẫn còn nhiều lỗ hổng. Nói về lỗ hổng của Mỹ thì các hệ thống mạng của chính phủ và doanh nghiệp Mỹ thường xuyên bị tấn công mạng. Những cuộc tấn công này có thể khai thác các lỗ hổng phần mềm, sử dụng mã độc hoặc thực hiện các cuộc tấn công phishing để xâm nhập vào hệ thống. Mặc dù đã có sự gia tăng trong nhận thức và đầu tư vào an ninh mạng, nhiều hệ thống của Mỹ vẫn chưa được bảo vệ đầy đủ trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi. Ngay cả việc thiếu hụt nhân lực có kỹ năng cao trong lĩnh vực an ninh mạng là một vấn đề lớn, khiến việc bảo vệ thông tin nhạy cảm gặp nhiều khó khăn hơn. Đồng thời, các nhân viên hoặc nhà thầu có quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm có thể vô tình hoặc cố ý rò rỉ thông tin. Các trường hợp như của Edward Snowden và Chelsea Manning cho thấy nguy cơ từ bên trong hệ thống. Việc giám sát và quản lý quyền truy cập thông tin nhạy cảm đôi khi chưa đủ chặt chẽ, dẫn đến khả năng bị rò rỉ thông tin. Nhiều cơ sở hạ tầng công nghệ của Mỹ vẫn sử dụng các hệ thống cũ kỹ, thiếu cập nhật và dễ bị tấn công. Những hệ thống này thường có lỗ hổng bảo mật lớn và khó duy trì. Nó cũng khó trong việc tích hợp với các công nghệ bảo mật mới, dẫn đến lỗ hổng bảo mật và làm giảm hiệu quả của các biện pháp phòng thủ. Quan trọng hơn vẫn là sự thiếu phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ, quân đội và tình báo Mỹ đã tạo ra lỗ hổng trong việc bảo vệ thông tin nhạy cảm. Điều này khiến việc phát hiện và phản ứng trước các mối đe dọa trở nên chậm chạp và kém hiệu quả. Mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân trong việc bảo vệ thông tin nhạy cảm còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc chia sẻ thông tin và triển khai các biện pháp bảo mật. Một số quy định và chính sách liên quan đến bảo mật thông tin có thể không còn phù hợp hoặc không đủ chặt chẽ để đối phó với các mối đe dọa hiện đại. Sự không đồng nhất trong các chính sách bảo mật giữa các bang và các cơ quan liên bang có thể dẫn đến những lỗ hổng trong việc bảo vệ thông tin nhạy cảm. Đáng chú ý là Mỹ phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp bên ngoài để cung cấp các thiết bị và phần mềm, và chuỗi cung ứng này có thể bị xâm nhập hoặc làm suy yếu bởi các quốc gia hoặc tổ chức đối địch. Ví dụ, các linh kiện công nghệ được sản xuất ở nước ngoài có thể chứa phần mềm độc hại hoặc bị cài đặt sẵn các backdoor, cửa hậu. Việc kiểm tra và đảm bảo an ninh cho tất cả các thành phần trong chuỗi cung ứng là rất khó khăn, đặc biệt là đối với các thiết bị và phần mềm nhập khẩu từ các nước có khả năng đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Một ví dụ điển hình nhất là trong cuộc bầu cử năm 2020, các máy bỏ phiếu cuối cùng lại có những bộ phận do Trung Quốc cung cấp. Điều này dẫn đến việc Trung Quốc có thể dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công mạng để đánh cắp số liệu và biến đổi số liệu. Ngày nay, việc sử dụng AI để tạo ra các cuộc tấn công mạng ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp hơn, khiến cho các biện pháp bảo vệ truyền thống trở nên lỗi thời. Công nghệ phát triển nhanh chóng khiến các biện pháp bảo vệ an ninh cần phải liên tục được cập nhật và thích nghi, điều mà đôi khi Mỹ chưa làm kịp thời. Vâng, quý vị thấy đấy, mặc dù Mỹ đã có những bước tiến cải tiến đáng kể trong việc tăng cường bảo vệ thông tin nhạy cảm, những lỗ hổng tồn tại trong an ninh mạng, nguy cơ từ bên trong, cơ sở hạ tầng lỗi thời, tấn công chuỗi cung ứng và sự phát triển của công nghệ mới vẫn đặt ra nhiều thách thức. Việc giải quyết những lỗ hổng này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân và việc cập nhật chính sách an ninh một cách liên tục và toàn diện. Có lẽ là người Mỹ đã ngủ quên trên chiến thắng quá lâu, bởi vậy nên nhiều chính trị gia đã lên tiếng kêu gọi người Mỹ thức tỉnh. Tức là họ đã quá quen với vị trí quyền lực số 1 của Mỹ mà quên rằng họ ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh và một cuộc chạy đua của các đối thủ của họ đang âm thầm ngay trước mũi họ. Hôm 21 tháng 8, Asia Times đăng tải bài báo có tiêu đề "Tàu chiến trang bị vũ khí laser của Trung Quốc làm nóng căng thẳng ở Thái Bình Dương". Không thể chối bỏ được rằng Trung Quốc thực sự đã đạt được rất nhiều bước tiến trong việc phát triển công nghệ quốc phòng. Việc Trung Quốc trang bị vũ khí laser trên tàu chiến đã mang lại nhiều rủi ro và thách thức đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của họ. Thứ nhất là thay đổi cán cân sức mạnh hải quân, vũ khí laser có thể cung cấp cho Trung Quốc một lợi thế chiến thuật mới, đặc biệt là trong các tình huống xung đột trên biển. Vũ khí laser có khả năng tiêu diệt mục tiêu một cách nhanh chóng và chính xác, bao gồm cả UAV, tên lửa và thậm chí là các phương tiện hải quân của đối phương. Việc trang bị vũ khí laser có thể tăng cường khả năng răn đe của Trung Quốc, khiến các lực lượng hải quân của Mỹ và đồng minh phải cân nhắc kỹ lưỡng khi triển khai lực lượng vào các vùng biển có tranh chấp như là Biển Đông. Thứ hai, thách thức đối với hệ thống phòng thủ hiện tại. Vũ khí laser có thể phá hủy các tên lửa và máy bay mà không để lại nhiều thời gian phản ứng cho các hệ thống phòng thủ hiện tại của Mỹ và đồng minh. Điều này đòi hỏi phải phát triển và triển khai các biện pháp phòng thủ mới, có thể phát hiện và chống lại các cuộc tấn công bằng laser. Đồng thời, vũ khí laser có thể củng cố các chiến lược A2AD của Trung Quốc, khiến việc tiếp cận các vùng biển gần Trung Quốc trở nên khó khăn hơn cho các lực lượng Mỹ và đồng minh. Thứ ba, rủi ro leo thang xung đột. Việc
Sử dụng vũ khí laser trong các cuộc đối đầu có thể dẫn đến các tình huống leo thang nhanh chóng do khả năng tấn công nhanh chóng và khó phát hiện của loại vũ khí này. Điều này có thể làm tăng nguy cơ xung đột không kiểm soát giữa Trung Quốc và các nước khác. Trong các tình huống căng thẳng, việc sử dụng vũ khí laser có thể bị hiểu lầm hoặc dẫn đến các phản ứng quá mức từ phía đối phương, gây ra các cuộc xung đột không mong muốn. Thứ tư, áp lực về công nghệ và quân sự đối với Hoa Kỳ và đồng minh là rất lớn. Việc Trung Quốc triển khai vũ khí laser có thể thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang mới, buộc các đồng minh phải đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển các hệ thống vũ khí tương tự hoặc các biện pháp đối phó hiệu quả. Các hệ thống phòng thủ hiện tại của Mỹ và đồng minh có thể cần được nâng cấp để đối phó với mối đe dọa từ vũ khí laser. Điều này đòi hỏi chi phí cao và thời gian triển khai dài. Thứ năm, đó là thách thức về luật pháp và quy tắc xung đột. Việc sử dụng vũ khí laser có thể tạo ra các thách thức mới liên quan đến luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy định liên quan đến vũ khí phi truyền thống và xung đột trên biển. Vũ khí laser có thể dẫn đến sự phức tạp trong việc xác định các hành vi tấn công và các phản ứng phù hợp, đặc biệt là trong các khu vực tranh chấp hoặc vùng biển quốc tế. Thứ sáu, ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Sự hiện diện của tàu chiến trang bị vũ khí laser có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đặc biệt là ở các điểm nóng như là Biển Đông. Điều này có thể làm suy yếu ổn định khu vực và gia tăng nguy cơ xung đột giữa các quốc gia liên quan. Các nước trong khu vực có thể cảm thấy bị đe dọa bởi việc Trung Quốc triển khai vũ khí laser và do đó có thể gia tăng quân sự hóa để bảo vệ lợi ích của mình. Như vậy là việc Trung Quốc trang bị vũ khí laser trên tàu chiến sẽ mang lại nhiều thách thức đáng kể với Hoa Kỳ và đồng minh, từ việc thay đổi cán cân sức mạnh hải quân đến gia tăng nguy cơ xung đột và áp lực công nghệ. Để đối phó với những rủi ro này, Mỹ và đồng minh sẽ cần phải đẩy mạnh các biện pháp phòng thủ, đầu tư vào công nghệ mới và duy trì sự hợp tác chặt chẽ để bảo vệ lợi ích chiến lược của mình trong khu vực. Hoa Kỳ có thể đối phó với sự phát triển về công nghệ quốc phòng của Trung Quốc thông qua một chiến lược toàn diện, bao gồm tăng cường R&D, củng cố liên minh quốc tế, phát triển chiến lược quân sự hiện đại, đẩy mạnh an ninh mạng và phòng thủ không gian, ngăn chặn chuyển giao công nghệ nhạy cảm và sử dụng các biện pháp ngoại giao và kinh tế. Mặc dù điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và đầu tư liên tục để duy trì lợi thế chiến lược trước Trung Quốc, một nước Mỹ cần phải thức tỉnh. Họ cần một tổng thống có thể đưa ra một chiến lược và chiến thuật sáng suốt để đối phó với Trung Quốc khi chưa quá muộn. Nếu các chính trị gia Hoa Kỳ còn mơ màng và ảo tưởng về một Trung Quốc có thể tin tưởng và hợp tác, thì chắc chắn họ sẽ nhuốm đỏ toàn cầu hệ tư tưởng mang tên Made in China. Khi đó thì giá trị phổ quát tự do dân chủ nhân quyền sẽ được thay thế bằng giả ác đấu. Thưa quý vị, hôm 21 tháng 8, chuyên trang tin tức Hải quân đăng tải thông tin Trung Quốc hạ thủy tàu ngầm tinh vi nhất từ trước đến nay. Được biết, một xưởng đóng tàu Trung Quốc ở Vũ Hán đã hạ thủy một tàu ngầm có khả năng là loại tàu ngầm phi hạt nhân tiên tiến nhất của nước này. Chiếc tàu ngầm mới này lớn hơn những chiếc hiện có và là tàu đầu tiên trong nước có bánh lái hình chữ X. Có dấu hiệu cho thấy tàu có thể có hệ thống phóng thẳng đứng VLS. Nếu như mọi lần thì Trung Quốc sẽ công bố rầm rộ, cua chiêng múa trống về bước đột phá công nghệ của mình. Nhưng lần này thì họ lại không quảng cáo các thiết kế tàu ngầm mới. Việc Trung Quốc vừa hạ thủy tàu ngầm điện diesel tiên tiến nhất đã thu hút sự chú ý lớn trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh quân sự đang gia tăng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đánh giá về những ưu việt chính của tàu ngầm điện diesel mới nhất của Trung Quốc, chúng ta có thể điểm qua những điểm nổi bật sau. Thứ nhất, đó là tăng cường hiệu suất và độ tin cậy. Tàu ngầm này được trang bị hệ thống động cơ điện diesel tiên tiến kết hợp giữa động cơ diesel và pin điện, giúp tăng cường hiệu suất và độ tin cậy trong quá trình hoạt động. Hệ thống động cơ này cho phép tàu ngầm hoạt động êm ái hơn và có khả năng chạy liên tục trong thời gian dài mà không cần nổi lên để nạp nhiên liệu hoặc sạc pin. Một trong những lợi thế quan trọng của động cơ điện diesel là giảm thiểu tiếng ồn. Điều này rất quan trọng đối với tàu ngầm, giúp giảm khả năng bị phát hiện bởi các hệ thống sonar của đối phương. Thứ hai, đó là khả năng tàng hình và hoạt động ngầm. Tàu ngầm mới của Trung Quốc được cho là sử dụng các vật liệu và công nghệ tàng hình tiên tiến, giúp giảm thiểu tín hiệu radar và âm thanh phát ra. Điều này làm tăng khả năng tàng hình và khó bị phát hiện trong khi hoạt động dưới nước. Với sự kết hợp của công nghệ AIP cùng với động cơ điện diesel, tàu ngầm có khả năng hoạt động ngầm trong thời gian dài mà không cần nổi lên mặt nước, tăng cường khả năng tác chiến bí mật. Thứ ba, đó là hệ thống vũ khí và cảm biến hiện đại. Tàu ngầm này được trang bị các tên lửa hành trình có khả năng tấn công từ xa, bao gồm cả mục tiêu trên mặt đất và trên biển, giúp mở rộng tầm hoạt động và khả năng tác chiến của Hải quân Trung Quốc. Được trang bị các hệ thống sonar và cảm biến hiện đại,
Tàu ngầm có khả năng phát hiện tàu ngầm và tàu chiến của đối phương từ khoảng cách xa hơn, tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công. Thứ tư, khả năng hoạt động trong môi trường phức tạp. Tàu ngầm được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong nhiều loại môi trường dưới nước khác nhau, bao gồm cả các vùng biển nông và phức tạp như Biển Đông. Điều này giúp tàu ngầm có thể triển khai ở các khu vực chiến lược mà Trung Quốc đang quan tâm. Với thiết kế đa nhiệm, tàu ngầm có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, từ tuần tra, do thám đến tấn công. Khả năng tác chiến linh hoạt này cho phép Hải quân Trung Quốc ứng phó nhanh chóng với các tình huống chiến lược khác nhau. Thứ năm, đó là hệ thống điều khiển và tự động hóa cao. Tàu ngầm này có thể được trang bị các hệ thống điều khiển tự động hóa cao, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ cho quá trình điều khiển và ra quyết định, giảm tải công việc cho thủy thủ đoàn và tăng cường hiệu suất hoạt động. Hệ thống liên lạc và điều khiển từ xa tiên tiến giúp tàu ngầm duy trì liên kết dữ liệu với các trung tâm chỉ huy, cho phép thực hiện các nhiệm vụ phức tạp với sự hỗ trợ từ xa. Tóm lại, tàu ngầm điện diesel tiên tiến mới của Trung Quốc là một phần quan trọng trong chiến lược tăng cường khả năng hải quân và tác chiến dưới nước của nước này. Những cải tiến về công nghệ, khả năng tàng hình vũ khí và hệ thống điều khiển khiến nó trở thành một vũ khí đáng gờm trong môi trường chiến lược khu vực và toàn cầu. Với những ưu việt này, loại tàu ngầm điện diesel tiên tiến mà Trung Quốc vừa hạ thủy chắc chắn sẽ gây lo ngại cho hải quân của các đối thủ. Ví dụ, do nó chạy bằng điện và cả bằng diesel nên thường tạo ra ít tiếng ồn hơn so với tàu ngầm hạt nhân, nhờ vào việc sử dụng pin và động cơ điện khi lặn. Điều này làm cho chúng khó bị phát hiện hơn bởi các hệ thống sonar của đối phương. Khả năng tàng hình cao là một trong những yếu tố gây lo ngại lớn vì đối thủ có thể không phát hiện ra sự hiện diện của tàu ngầm này cho đến khi quá muộn. Thứ sáu, đó là khả năng tấn công đa dạng. Nó còn được trang bị các tên lửa hành trình tầm xa và ngư lôi tiên tiến. Loại tàu ngầm này có thể thực hiện các cuộc tấn công từ dưới nước và các mục tiêu trên mặt đất, trên biển hoặc các tàu chiến của đối phương. Điều này tăng cường khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng mà vẫn giữ được sự bí mật trong quá trình hoạt động. Hơn nữa, hệ thống vũ khí của tàu ngầm này được thiết kế để tấn công nhanh chóng và chính xác, bao gồm cả khả năng phóng tên lửa từ dưới nước. Điều này khiến các đối thủ lo ngại về việc Trung Quốc có thể triển khai các cuộc tấn công bất ngờ và khó lường, đe dọa các lực lượng hải quân của họ. Đáng nói là nó còn có khả năng hoạt động trong vùng nước nông như là Biển Đông, nơi mà độ sâu không lớn. Khả năng hoạt động ở vùng biển nông này làm cho các nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc như Việt Nam, Philippines và Malaysia đặc biệt lo ngại, vì tàu ngầm có thể tiến hành các hoạt động do thám hoặc tấn công mà không bị phát hiện. Đặc biệt so với tàu ngầm hạt nhân, tàu ngầm điện diesel rẻ hơn và có thể được sản xuất với số lượng lớn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc có thể triển khai nhiều tàu ngầm cùng lúc, tạo ra mối đe dọa lớn hơn cho các đối thủ phải đối mặt với một số lượng lớn tàu ngầm hiện đại. Mặt khác, trong các chiến lược tác chiến phi đối xứng, tàu ngầm điện diesel có thể sử dụng để tấn công các mục tiêu có giá trị cao của đối phương như là tàu sân bay, tàu khu trục và các cơ sở hạ tầng biển. Đối thủ sẽ phải chi nhiều nguồn lực hơn để phát hiện và đối phó với các tàu ngầm này, làm giảm hiệu quả hoạt động tổng thể của chúng. Trung Quốc cũng có thể sử dụng loại tàu ngầm này để bảo vệ các vùng biển gần như là Biển Đông, nơi có nhiều tranh chấp. Việc triển khai tàu ngầm điện diesel tiên tiến cho khu vực này có thể tạo ra một vùng phòng thủ khó xuyên thủng, khiến các nước khác lo ngại về khả năng tiếp cận và bảo vệ lợi ích của họ trong khu vực. Nhìn chung, loại tàu ngầm điện diesel tiên tiến này sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các lực lượng hải quân của các đối thủ của Trung Quốc, bởi vì khả năng tàng hình, khả năng tấn công chính xác và tính linh hoạt cao trong các nhiệm vụ tác chiến. Mặc dù tàu ngầm điện diesel tiên tiến của Trung Quốc có nhiều ưu điểm, nhưng nó cũng có một số nhược điểm đáng kể. Chẳng hạn như là nó có phạm vi hoạt động hạn chế. So với tàu ngầm hạt nhân, tàu ngầm điện diesel có phạm vi hoạt động hạn chế hơn do phụ thuộc vào nhiên liệu diesel và dung lượng pin. Khi tàu ngầm cần nổi lên để nạp nhiên liệu hoặc sạc pin, nó dễ bị phát hiện bởi đối phương. Điều này giới hạn khả năng tác chiến lâu dài ở khoảng cách xa, đặc biệt là trong các nhiệm vụ tuần tra dài ngày hoặc ở vùng biển xa. Thêm vào đó, tàu ngầm điện diesel thường có tốc độ tối đa thấp hơn so với tàu ngầm hạt nhân. Điều này có thể làm giảm khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống chiến đấu và khiến nó dễ bị tấn công hơn khi bị phát hiện. Mặc dù công nghệ AIP giúp kéo dài thời gian hoạt động dưới nước, nhưng tàu ngầm điện diesel vẫn không thể hoạt động liên tục dưới nước như tàu ngầm hạt nhân. Điều này có nghĩa là nó vẫn cần phải nổi lên thường xuyên hơn, tạo ra cơ hội cho đối phương phát hiện và tấn công. Hơn nữa, do kích thước và tải trọng giới hạn, tàu ngầm điện diesel thường mang ít vũ khí hơn so với tàu ngầm hạt nhân. Điều này giới hạn khả năng tấn công và phòng thủ của nó trong các nhiệm vụ tác chiến đa nhiệm. Tàu ngầm điện diesel cần phải được bảo dưỡng thường xuyên hơn
và yêu cầu các cơ sở hạ tầng bảo trì tốt để duy trì hiệu suất hoạt động. Điều này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động nếu cơ sở hạ tầng không đủ đáp ứng, đặc biệt là trong các khu vực xa căn cứ chính. Tàu ngầm Trung Quốc có thể thay đổi cuộc chơi hay không? Đây là một vấn đề cốt lõi. Khách quan mà nói thì tàu ngầm điện diesel tiên tiến có thể thay đổi cuộc chơi trong một số bối cảnh nhất định, nhưng không phải là trong tất cả các tình huống. Cụ thể thì tàu ngầm này có thể thay đổi cuộc chơi trong các khu vực như là Biển Đông, nơi mà việc triển khai tàu ngầm tàng hình và hiệu quả chi phí có thể làm thay đổi cán cân quyền lực. Sự hiện diện của một số lượng lớn tàu ngầm điện diesel tiên tiến có thể tạo ra một vùng biển cấm hoặc gây khó khăn lớn cho hải quân đối phương trong việc triển khai lực lượng. Trong các cuộc xung đột phi đối xứng, nơi mà các đối thủ mạnh hơn về mặt công nghệ và nguồn lực, tàu ngầm điện diesel có thể được sử dụng hiệu quả để thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ và làm tiêu hao lực lượng đối phương. Điều này có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc chiến nếu được sử dụng chiến lược và đúng cách. Chúng ta biết rằng, mặc dù tàu ngầm điện diesel có thể là một yếu tố gây bất ngờ và khó chịu, nhưng nó không thể hoàn toàn thay thế hoặc vượt trội hơn tàu ngầm hạt nhân trong các cuộc xung đột với các lực lượng hải quân mạnh như của Mỹ hay Nga. Trong các trận chiến lớn hoặc các nhiệm vụ chiến lược đòi hỏi sức mạnh lâu dài và phạm vi hoạt động toàn cầu, tàu ngầm hạt nhân vẫn vượt trội hơn. Tóm lại, tàu ngầm điện diesel tiên tiến của Trung Quốc có thể thay đổi cuộc chơi trong các bối cảnh cụ thể, đặc biệt là ở các vùng biển cận kề và trong các nhiệm vụ tác chiến phi đối xứng. Tuy nhiên, nó vẫn có những hạn chế khiến nó không thể hoàn toàn thay thế các loại tàu ngầm hạt nhân hoặc trở thành yếu tố quyết định duy nhất trong một cuộc xung đột quân sự toàn diện. Câu hỏi đặt ra ở đây là, những quốc gia nào có thể đối phó hiệu quả với tàu ngầm điện diesel tiên tiến của Trung Quốc? Các quốc gia có khả năng bắt bài hoặc đối phó hiệu quả với tàu ngầm điện diesel tiên tiến của Trung Quốc thường là những quốc gia có lực lượng hải quân mạnh, công nghệ tiên tiến và khả năng tác chiến chống ngầm toàn diện. Thứ nhất đó là Hoa Kỳ. Mỹ sở hữu một trong những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới với hệ thống sonar tiên tiến, máy bay săn ngầm P-8 Poseidon, trực thăng MH-60R Seahawk và các tàu khu trục lớp Arleigh-Burke. Tất cả đều được trang bị ngư lôi Mark 54 và hệ thống ASROC chống ngầm. Mỹ đang đầu tư mạnh mẽ vào các phương tiện không người lái dưới nước UUV để theo dõi và đối phó với tàu ngầm đối phương, cùng với hệ thống vệ tinh giám sát có khả năng phát hiện tàu ngầm khi chúng nổi lên. Đồng thời, nước này cũng có các thỏa thuận hợp tác quân sự với nhiều quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc, giúp tăng cường khả năng giám sát và phản ứng đối với các hoạt động dưới biển của Trung Quốc. Thứ hai đó là Nhật Bản. Họ có một lực lượng hải quân hiện đại với các tàu khu trục lớp Atago và Akizuki, được trang bị hệ thống sonar tiên tiến và khả năng chống ngầm. Nhật Bản cũng sở hữu các máy bay tuần tra biển P-3C Orion và P-1, cùng với trực thăng săn ngầm SH-60G. Nhật Bản là một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghệ tàu ngầm và có khả năng phát triển và triển khai các hệ thống phát hiện tàu ngầm đối phương hiệu quả. Thứ ba đó là Úc. Úc đang nâng cấp khả năng chống ngầm của mình thông qua các hợp tác quốc phòng với Mỹ và Anh, bao gồm việc mua sắm các tàu ngầm mới và hệ thống chống ngầm hiện đại. Úc đã mua các máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon từ Mỹ, giúp tăng cường khả năng phát hiện và đối phó với tàu ngầm đối phương trong vùng biển rộng lớn của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thứ tư đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc có các tàu khu trục lớp Sejong được trang bị hệ thống sonar hiện đại và ngư lôi chống ngầm. Lực lượng hải quân của Hàn Quốc cũng được trang bị trực thăng săn ngầm AW-159 Wildcat và hệ thống phóng ngư lôi từ trên không. Hàn Quốc đang phát triển và triển khai các tàu ngầm với khả năng tàng hình cao, giúp cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa từ tàu ngầm đối phương. Thứ năm đó là Anh. Có lực lượng tàu ngầm hạt nhân tiên tiến, tàu khu trục Type-45 với khả năng chống ngầm và máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon hợp tác với Mỹ. Với sự tham gia của Anh và NATO, quốc gia này được hỗ trợ bởi các nguồn lực và công nghệ từ các thành viên khác, bao gồm khả năng giám sát và phát hiện tàu ngầm tiên tiến. Thứ sáu là Ấn Độ. Họ đang phát triển hải quân mạnh mẽ với các tàu khu trục lớp Kolkata và Shivalik, cùng với tàu ngầm nội địa lớp Scorpene. Tất cả đều có khả năng chống ngầm hiệu quả. Ấn Độ là một thành viên của bộ tứ Quad Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn. Một liên minh chiến lược giúp tăng cường khả năng phòng thủ chung và đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc, bao gồm tàu ngầm điện diesel. Thứ bảy đó là Nga. Nga có kinh nghiệm lâu năm trong việc phát triển và vận hành các hệ thống chống ngầm, bao gồm tàu khu trục lớp Udaloy và máy bay tuần tra biển Tu-142. Nga sở hữu lực lượng tàu ngầm hạt nhân mạnh mẽ, có khả năng săn lùng và tiêu diệt tàu ngầm đối phương, bao gồm cả các loại tàu ngầm điện diesel tàng hình.
Xin được lưu ý ở đây, các quốc gia này đều sở hữu một loạt các loại vũ khí và công nghệ như là hệ thống sonar và cảm biến dưới nước, sonar chủ động phát ra sóng âm và lắng nghe tiếng dội lại để phát hiện tàu ngầm. Sonar thụ động thì chỉ lắng nghe tiếng ồn mà tàu ngầm phát ra. Cả hai loại sonar này đều rất quan trọng để phát hiện tàu ngầm điện diesel, đặc biệt là khi nó đang hoạt động ở tốc độ chậm và ít tạo ra tiếng ồn. Bên cạnh đó còn có sonobuoys. Đây là các phao sonar nhỏ được thả từ máy bay săn ngầm hoặc tàu chiến, có khả năng phát hiện tàu ngầm ở các vùng biển rộng lớn. Nó có thể truyền dữ liệu phát hiện về cho các đơn vị chỉ huy để mà định vị chính xác tàu ngầm đối phương. Ngoài ra còn có các máy bay như là P-8 Poseidon của Mỹ hoặc Tu-142 của Nga được trang bị sonar thả từ không trung, radar và ngư lôi chống ngầm. Chúng có thể tuần tra trên diện rộng, phát hiện và tấn công tàu ngầm. Trực thăng như là MH-60R Seahawk có thể thả sonar, sonobuoy và phóng ngư lôi từ trên không để tấn công tàu ngầm. Chưa hết, Mach 54 là loại ngư lôi nhỏ gọn, có khả năng tấn công cả tàu ngầm hạt nhân lẫn là điện diesel. Ngư lôi này được trang bị cho nhiều loại tàu chiến và máy bay săn ngầm, có khả năng tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm đối phương hiệu quả. Hay là ngư lôi Type 45. Ngư lôi này được phát triển bởi các quốc gia NATO và có khả năng hoạt động ở độ sâu lớn cũng như là tốc độ cao, giúp đối phó hiệu quả với tàu ngầm tàng hình. Đặc biệt, các phương tiện không người lái dưới nước có thể được triển khai để tìm kiếm và theo dõi tàu ngầm đối phương một cách âm thầm và hiệu quả. Các UUV hiện đại được trang bị sonar và cảm biến có thể hoạt động ở độ sâu lớn và trong thời gian dài, cung cấp thông tin tình báo quan trọng hoặc thậm chí là mang theo ngư lôi để mà tấn công. Họ cũng dễ dàng sử dụng các vệ tinh giám sát để theo dõi các hoạt động trên biển và phát hiện tàu ngầm khi chúng nổi lên hoặc rời cảng. Công nghệ cảm biến từ xa có thể phát hiện sự thay đổi nhiệt độ hoặc sóng nước do tàu ngầm tạo ra, cung cấp thông tin ban đầu cho lực lượng chống ngầm. Vâng, quý vị thấy đấy, ngay cả khi Trung Quốc cho rằng loại vũ khí này có thể là một bước đột phá nhằm chứng tỏ năng lực chiến đấu của họ với ý định cạnh tranh sức mạnh hải quân, thì trên thực tế, đối thủ của họ vẫn có những cách bắt bài và đối phó với nó. Cho nên nhiều người cho rằng loại tàu ngầm tiên tiến này sẽ giúp Trung Quốc tăng khả năng chiến đấu ở Biển Đông, từ đó khẳng định độc chiếm vùng biển này. Điều này thì về lý thuyết, nó vỗ về cho sự tự tin thái quá của Bắc Kinh. Nhưng trên thực tế thì tàu ngầm điện diesel mới của Trung Quốc dù là một loại vũ khí mạnh mẽ và tàng hình, không thể đảm bảo chiến thắng cho Trung Quốc ở Biển Đông, mà chỉ là một phần của chiến lược quân sự tổng thể. Ngoài những nhược điểm mà chúng ta vừa phân tích ở trên, thì còn có yếu tố tác động bên ngoài của nó. Như chúng ta đã biết, Biển Đông không chỉ có sự hiện diện của Trung Quốc, mà còn của nhiều quốc gia khác như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước ASEAN. Trong đó có những nước có khả năng chống ngầm mạnh mẽ. Sự can thiệp của các lực lượng này có thể làm giảm hiệu quả của tàu ngầm Trung Quốc. Các nước đối thủ có thể sử dụng chiến lược phi đối xứng như triển khai các tàu nhỏ, máy bay không người lái và hệ thống phòng thủ di động để chống lại tàu ngầm Trung Quốc. Điều này có thể gây khó khăn cho Trung Quốc trong việc duy trì lợi thế chiến lược. Hơn nữa, sự leo thang quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia khác, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt kinh tế và cô lập ngoại giao. Điều này có thể làm giảm lợi ích chiến lược mà Trung Quốc có thể đạt được từ việc triển khai tàu ngầm mới. Cho nên đánh giá khách quan thì tàu ngầm điện diesel mới của Trung Quốc có thể mang lại lợi thế chiến thuật trong các tình huống cụ thể ở Biển Đông, nhưng nó không đủ để đảm bảo chiến thắng toàn diện cho Trung Quốc trong khu vực này. Thắng lợi ở Biển Đông đòi hỏi một chiến lược tổng thể bao gồm cả sức mạnh quân sự, kinh tế, chính trị và ngoại giao. Những yếu tố như phản ứng của các quốc gia khác, sự can thiệp quốc tế và những hạn chế cố hữu của loại tàu ngầm này đều có thể làm phức tạp hóa và cản trở khả năng đạt được mục tiêu của Trung Quốc. Tất cả những điều này không có nghĩa là tham vọng của Bắc Kinh có thể bị chặn đứng. Vấn đề nằm ở chỗ, Trung Quốc theo đuổi chiến lược bành trướng trong dài hạn, cho nên họ liên tục theo đuổi các nghiên cứu khoa học áp dụng trong quốc phòng để giúp mình có thể thực hiện được giấc mơ trở thành một cường quốc với lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Hải quân Trung Quốc thử nghiệm tháp pháo laser trên tàu LPD Type 071. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 8, tin tức Hải quân Mỹ đăng tải một bài báo cho biết Hải quân Trung Quốc PLAN đã cải tiến một tàu vận tải đổ bộ LPD Type 071 để lắp đặt thứ có vẻ là vũ khí năng lượng trực tiếp dựa trên laser DEW. Việc Hải quân Trung Quốc thử nghiệm tháp pháo laser trên tàu đổ bộ lớp Type 071 tạo ra một số đe dọa và rủi ro quan trọng đối với các đối thủ tiềm năng cũng như là cho an ninh khu vực và toàn cầu. Quý vị biết đấy, tháp pháo laser có thể được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái UAV, tên lửa và thậm chí là máy bay chiến đấu nữa. Điều này làm tăng khả năng phòng không của Type 071, khiến việc tấn công từ xa bằng tên lửa hay UAV trở nên khó khăn hơn đối với các lực lượng đối phương.
Laser có khả năng tấn công chính xác mục tiêu mà không gây ra thiệt hại phụ do không có đầu đạn nổ. Điều này có thể làm cho lực lượng hải quân Trung Quốc trở nên nguy hiểm hơn trong các cuộc xung đột cường độ thấp, nơi mục tiêu là vô hiệu hóa các mối đe dọa cụ thể mà không gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng xung quanh. Hơn nữa, laser có thể đóng vai trò như là một lá chắn phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác, làm tăng khả năng sống sót của tàu Type 071 trong môi trường xung đột. Việc trang bị công nghệ laser cho các tàu chiến có thể gây lo ngại cho các nước láng giềng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực với các quốc gia khác đầu tư vào các hệ thống phòng thủ hoặc tấn công mới để mà đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Đặc biệt, việc triển khai tàu Type 071 với tháp pháo laser ở các khu vực như Biển Đông có thể làm gia tăng nguy cơ kiểm soát hoặc đe dọa các tuyến đường hàng hải quốc tế, vốn là huyết mạch của thương mại toàn cầu. Với khả năng tấn công từ xa và chính xác của laser, các quốc gia đối thủ sẽ cần phải phát triển các chiến lược và công nghệ mới để chống lại các hệ thống laser. Điều này có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống tác chiến điện tử, phát triển các vật liệu và công nghệ chống laser hoặc tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu từ khoảng cách xa hơn. Các hệ thống laser có khả năng tiêu diệt UAV, vốn là một phần quan trọng trong chiến lược giám sát và tấn công của nhiều quốc gia. Điều này có thể buộc các lực lượng đối phương phải tái cơ cấu chiến lược sử dụng UAV hoặc phát triển các UAV có khả năng chống lại hoặc né tránh tấn công laser. Mặc dù laser có nhiều ưu điểm, hiệu quả của nó có thể bị hạn chế trong các điều kiện môi trường không thuận lợi như là sương mù, mưa lớn hoặc biển động. Điều này có thể làm giảm khả năng tác chiến của hệ thống trong một số kịch bản. Laser yêu cầu một lượng lớn năng lượng để hoạt động, và việc duy trì một nguồn cung cấp năng lượng ổn định và mạnh mẽ là thách thức đối với tàu chiến. Điều này có thể hạn chế thời gian tác chiến hoặc khả năng hoạt động liên tục của tháp pháo laser. Như vậy, có thể thấy tháp pháo laser trên tàu Type 071 của Hải quân Trung Quốc mang lại một số mối đe dọa đáng kể, từ việc tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công chính xác đến việc tạo ra căng thẳng trong khu vực và thách thức chiến lược quốc phòng của các quốc gia khác. Tuy nhiên thì hiệu quả của công nghệ này trong điều kiện thực tế vẫn còn là một dấu hỏi, và các rủi ro về mặt kỹ thuật và hậu cần cũng là những yếu tố cần được xem xét khi đánh giá tác động tổng thể của hệ thống này. Nhìn một cách tổng thể, chúng ta không thể phủ nhận các nhà khoa học Trung Quốc, cho dù đánh cắp công nghệ hay là sao chép, thì họ cũng đã thực hiện cải tiến, thậm chí chỉnh sửa cho phù hợp với thiết kế của mình. Đây cũng là những bước đột phá của khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc. Vấn đề nằm ở chỗ, tham vọng của họ là nguy hiểm, cho nên nghiên cứu khoa học phục vụ cho tham vọng xấu, nó rất dễ trở thành thảm họa và là mối đe dọa đối với người khác. Điều này để nói lên rằng, việc coi Trung Quốc trở thành mối đe dọa toàn cầu không phải nói về việc chống lại người dân Trung Quốc, mà là nói tới tham vọng và ý định của nhà cầm quyền. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại bình luận và ý kiến cá nhân ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.